Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện TV. Ở trong cái video mới ngày hôm nay, Thiện sẽ giới thiệu tới anh em một cái cây vợt cũng hoàn toàn mới, cũng mới ra mắt thôi. Đó là cây 77 Pro đến từ nhà Unes. Thì trước giờ Thiện làm về Lightning nhiều rồi, Victor nhiều rồi. Nay quay lại Unes ha. Thì cái cây 77 Pro này nè anh em, thì nó cũng là một cái cây vợt mới ra của nhà Unes. Đó, thì cái cây vợt này nó có gì hot, nó có gì ngon thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh giúp Thiện nha. Còn đăng ký rồi thì chúng ta bắt đầu thôi các bạn. Cái cây 77 Pro này nè anh em, thì tới cái thời điểm mà Thiện làm cái video này á, thì nó cũng ra mắt được cũng khoảng nửa năm rồi. Tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại thì Thiện thấy nó vẫn là một cây vợt ngon và nó khá là hot trên thị trường đó các bạn. Thì thường á, Unes á, họ làm một cây vợt á, mà nó hướng đến tầm trung người chơi và nó hot từ đầu á, và nó ngon từ đầu á, thì lâu dài trở đi bất kỳ lúc nào thì nó cũng vẫn sẽ là một cây vợt hot. Còn mới ra mà nhiều anh em chê hay này kia giá cao khó đánh này kia thì lâu dài thì nó cũng sẽ chìm vào quên lãng. Thì để ý thấy như vậy. Rồi quay lại cây này. Cái cây này á, Thiện thấy nó hội đủ các tiêu chí để cho anh em phong trào có thể chơi được. Thứ nhất là nó không quá nặng, không quá cứng. À, nó có cứng á, nhưng mà nó kiểu không phải cứng như thằng ông mấy ông như 88D hoặc là chấm ZZ99 này kia. Nó vẫn có một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn mấy cái ông đó. Cái thứ hai nữa là màu nó đẹp. Các bạn thấy màu phối rất là đẹp. Và cái thứ ba nữa là giá nó ok. Chỉ cần tất cả những cái yếu tố đó thôi thì nó xứng đáng là một cây vợt mà phù hợp với nhiều anh em. Tại không cần phải quá khỏe mới có thể thuần được cây này. Thì để tìm hiểu kỹ hơn cái cây này nó ngon như thế nào, chúng ta hãy đi theo từng phần đi. Đầu tiên đó là ngoại hình màu sắc, tiếp theo là cái thông số chi tiết, và cuối cùng là cái cảm nhận thực tế của Thiện khi mà đánh cái cây 77 Pro này. Nói về cái ngoại hình màu sắc của cái cây này các bạn, thì đầu tiên là mình phải nói là nó đẹp và nó ngầu. Thì các bạn thấy cái nước sơn á, cái nước sơn bóng của cái ông Unes á, ông làm á, thì với cái cây này á, là nó là một cái màu chủ đạo là màu đen. Các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy màu đen. Tuy nhiên thì nó sẽ có một chút chấm phá ở cái mặt vợt nè, ở cái này chỗ này nè, thì nó có một chút màu cam. Thì cách phối màu này á, thì hơi chìm, nhưng mà nhìn chung là nó vẫn đẹp. Nó hơi chìm nhưng mà vẫn đẹp, miễn là ông Unes ông đừng có làm quá màu mè là mình ưng. Cứ chìm tối tối vậy đi là thấy ok được nè. Về màu sắc á, là nước sơn bóng, nhưng mà cái nước sơn này dễ chạy nha. Mình thấy là mình quẹt có chút xíu thôi mà nó chạy, trời ơi nhìn sót đó các bạn. Rồi về cái màu sắc là như vậy. Còn về cái thiết kế sơ bộ của cái cây này á, thì các bạn thấy cái tỷ lệ mà giữa cái cán vợt và cái đũa vợt á, là mình thấy là nó ok nè, nó không phải kiểu quá dài ở cái đũa hoặc là quá dài ở cái cán, quá ngắn này kia. Tỷ lệ nó ok, vừa, không quá dài không quá ngắn. Còn cái mặt vợt á, thì nó cũng kiểu không có quá bự như là cái ông 88 hoặc là không có quá nhỏ như ông Chấm Z. Thì đặc trưng của cái dòng 77 là nó như vậy á các bạn, nó trung hòa của hai cái kia và nó cũng dễ đánh hơn hai cái ông kia. Mấy ông 88, 99, Chấm Z này kia á, thì nó khó đánh và nó kiểu nó thiên về công hoặc là nó thiên về thủ này kia. Rồi cái cây 77 Pro này á, thì nó trung hòa hai cái đó, nó trung hòa về cả thiết kế, nó trung hòa về cả màu sắc luôn các bạn. Thì nhìn chung tổng thể của cái cây vợt này á, mình cho nó 8.5 trên 10 điểm về ngoại hình, về màu sắc. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với cái phần thông số chi tiết đi. Thì với những anh em nào mà chưa đánh cái cây này á, hoặc là chưa nghe nói tới cái cây này á, thì khi mà nhìn vào cái phần thông số Thiện sắp show sau đây á, thì sẽ hãi lắm. Kiểu trời, một cái cây vợt cứng mà nặng như vậy làm sao mà đánh đó. Nhưng mà khoan, anh em hãy khoan từ từ đi. Cái phần mà đánh như thế nào Thiện sẽ nói ở phần cảm nhận thực tế. Còn hiện tại thì anh em hãy nhìn tập trung vào cái phần thông số chi tiết thôi. Thì cái phần thông số chi tiết á, là Thiện sẽ chia theo hai phần nha, hai cái đi. Đó là cái thông số trước khi Thiện quấn cán và đan lưới, và thông số sau khi quấn cán và đan lưới, để cho anh em có cái nhìn nó rõ nhất, chi tiết nhất đó. Thì đầu tiên là cái thông số khi mà chúng ta đi đan lưới là Thiện tháo cốt ra hết, không có để cái cốt zin luôn, và Thiện chưa đan lưới. Thì anh em thấy
Cái trọng lượng lúc này nó là một cây 5U luôn, ở mức 78,5g, cực nhẹ luôn á anh em. Còn điểm cân bằng thì quá trời nặng, lên tận 315mm. Và cái độ cứng á, thì mình tham khảo được nó rơi vào khoảng 7.9. Với tất cả những cái thông số đó thì chúng ta sẽ có được một cái mức swing cho cây này khi chưa đan lưới và quấn cán là nó rơi vào khoảng 85kg trên 1cm vuông nha anh em. Ok, giờ thì đi đan vợt rồi đo lại xem nó như thế nào đây. Rồi, sau khi mà Thiện đã đan vợt xong thì quấn ba cái lớp lót, cái lớp quấn lót đó các bạn, và một cái lớp quấn Jonas này, thì cái thông số nó như thế nào đây? Thì các bạn thấy cái thông số lúc này á, là cây vợt nó lên hàng 3U, nhưng mà nó vẫn là một cây vợt nhẹ, chưa lên được hàng 90 đâu. Các bạn thấy nó chỉ 87.8g là nhẹ rồi, nó là nhẹ. Chừng nào lên 91, 92 á, đó là một cây vợt nặng. Rồi, 87.8g. Và cái điểm cân bằng á, lúc này nó là 307mm. Các bạn thấy, các bạn chỉ cần nhìn vào cái thông số thôi, khoan hãy đánh đi đó. Các bạn thấy cái thông số này nó mệt chưa? Với cái độ cứng như nãy 7.9 á, thì mệt thực sự. Rồi, tiếp theo chúng ta tới cái swing. Swing là nó lên tới 90.5kg trên 1cm vuông. Cái swing nhìn vào cái thông số thì mệt mỏi ha. Nhưng mà đi trải nghiệm thôi các bạn. Chỉ thông số nó chỉ là một cái để chúng ta tham khảo thôi, nó không có chiếm hoàn toàn cái cảm giác đánh của chúng ta đâu. Thấy nó mệt mỏi gì đó nhưng mà khi mà ra sân nó lại khác. Khác như thế nào thì tới cái phần cảm nhận thực tế đi các bạn. Ok, tới cái phần cảm nhận thực tế á, thì Thiện cũng sẽ chia cho anh em theo từng phần luôn để cho anh em dễ theo dõi. Đó là cái đầu tiên là cái đạp cầu, tiếp theo là thủ, tiếp theo là phong, tiếp theo là chặt, và cuối cùng là những cái tình huống mà chúng ta đánh nhanh á, như là tì, đè, phản tạc, leo lưới này kia. Đầu tiên là với cái phần đập cầu đi các bạn. Đập cầu cây này á, thì mình ưng nhất ở cái phần là đập gõ, gõ điểm á, và kiểu đập nhanh, đập nhồi và mồi cầu. Chứ còn mà kiểu cái anh em đập mà kiểu mà ném gạch hoặc là đập đùng đùng á, thì hơi khoai. Thật sự cái đó đập vẫn được. Cái kiểu mà anh em đập đùng đùng, anh em ném gạch một phát ăn luôn này kia thì vẫn được. Nhưng mà nó sẽ rất là mệt, rất là tốn sức. Thứ hai, nếu như mà anh em tay khỏe thì anh em không phải nói rồi, nhưng mà những anh em đó thì đánh những cái cây nặng đầu cứng xíu như dòng 88 hoặc là chăm hoặc là chín nhạc C đập cho nó sướng, chứ đánh mấy cây này chi vừa mệt vừa hụt lực mà vừa mất lực hẳn nữa. Cho nên là mình khuyên những anh em nào mà nên chơi cây này thì nên gọi điểm hoặc là đập nhanh đi, lâu lâu đập đùng đùng thì vẫn được, nhưng mà đừng thường xuyên quá và nó cũng không phù hợp cho anh em những cái cú đập đó nữa. Khuyên thật sự. Mặc dù điểm cân bằng ra là 307 á, nặng đó, thân cũng nặng đó, nhưng mà sao mà ra sân nó thanh thoát lắm các bạn. Nó lại thiên về một chút về tạc, về đánh nhanh nhiều hơn. Nó mình thấy là nó cứng hơn là tất cả những cái cây 77 trong dàn của nó luôn á. Cây này là mình nói là cái cây cứng nhất trong cái trong những cây 77. Đó là về cái phần đập. Thì cái phần đập này mình cho nó điểm ở hai phần các bạn. Cái phần nếu như mà anh em về cái phần mà gõ điểm, về cái phần mà đánh nhanh á, gõ điểm mà đập nhanh, đập cầu nhanh á, thì mình cho nó là 9.5 trên 10 điểm. Rất là nhanh, rất là sướng. Nhưng mà khi mà về cái phần mà đập mà ném gạch, đập mà đụng đụng á, thì mình cho nó 7.5 trên 10 điểm thôi các bạn. Về thủ cầu thì sao? Về thủ cầu á, thì mình ưng hơn là cái phần đập cầu các bạn. Thì coi như có này mất kia, đập không được ngon thì thủ nó sẽ ngon. Thì với cái phần thủ cầu á, anh em sẽ rất là dễ dàng trong cái việc mà anh em
thủ nghịch tay, thủ thuận tay, lựa góc hoặc là anh em tạt thẳng về góc cuối sân rất là dễ dàng. Chỉ có bị một cái là với những anh em nào mà tay chưa khỏe, hoặc là những anh em nào mà mới đánh chưa làm quen với cái độ cứng này á, từ landing hay là victor anh em chuyển qua, anh em sẽ thấy là cái kẹp vật này nó rất là cứng. Còn anh em mà đánh quen mấy cái dòng vô nét rồi á, thì qua cái này á, thì không khó đâu, dễ làm quen. Thì với cái độ cứng này á, thì anh em nếu mà chưa quen hoặc là mới á, thì rất là dễ bung non. Và nếu mình nghĩ á, nếu như mà nó làm nó giảm cái độ cứng này dẻo hơn một tí á, tầm 8.1, 8.2 á, thì bung nó sẽ dễ hơn và anh em đạp cầu nó cũng sẽ lực hơn. Nhưng mà rất tiếc là nó làm hơi cứng quá. Rồi thì cái phần thủ cầu này á, thì mình ưng và mình cho nó 9 trên 10 điểm các bạn. Tiếp theo chúng ta tới cái phần phong cầu đi. Thì với cái phần phong cầu này á, thì mình thấy là nó rất là thoát tay các bạn. Thoát tay, cầu đi nảy nhanh và lao rất là sướng. Thậm chí là với những cái trái mà nhiều khi mình bị bất ngờ á, mình phải lui về á, thì mình phong á, cầu nó vẫn đi 95% là đúng ý mình, và nó vẫn có cái độ cao. Thì có thể sâu, nó không được sâu bằng những cái tình huống mà mình phong thoải mái đi, nhưng mà nó vẫn giúp mình trở về trạng thái chủ động được và không bị bên kia dồn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tiếng nổ của nó, các bạn thấy nghe nó rất là sướng, rất là đã, rất là đanh, rất là giòn. Trong cái tình huống chúng ta phong nè, hoặc là những cái tình huống mà chúng ta đập á, đặc biệt là đập á, trời ơi nghe nó sướng lắm các bạn. Lúc đầu mình cầm vô cái cú đập đầu tiên của mình nói wow, trời ơi sao mà nghe sướng quá. Đó là về cái âm thanh cũng như là về cái những tình huống khi mình chúng ta phong. Thì với cái này á, thì mình nghĩ là nhiều anh em sẽ thích hơn là không thích. Tại vì phong nó dễ chịu quá mà. Khi có mấy cái tình huống mà bên kia Thiện đập bên kia hoài mà bên kia không có xin dê gì á, cho nên Thiện phong luôn, thì phát hiện ra là phong là nó dễ chịu quá, sướng quá, và nhiều khi làm bên kia cũng chơi với á các bạn. Cho nên là Thiện chuyển qua phong nhiều hơn là đập với cái này. Rồi thì cái phong á, Thiện thấy là ok, ngon đó, và cho nó 9.5/10 điểm đó các bạn. Tiếp theo là cái phần chặt cầu nè anh em. Cái phần chặt cầu luôn là cái phần mình khá là thích trong mỗi set cầu, và nó cũng là cái mà để mình lấy lại cái thế chủ động để đối thủ bung lên và mình đập. Rồi thì với cái phần chặt cầu của em này á, thì mình có cái điểm thích và mình cũng có cái điểm không thích. Thích á, ở chỗ á, làm nó nhẹ và mình có thể luân chuyển góc, có thể chủ động thay đổi góc để tạo bất ngờ. Nhưng mà nó có một cái điểm mình cũng không thích á, là tại vì mặc dù cái điểm cân bằng 307 nhưng mà mình cảm thấy nó nhẹ lắm. Mình cảm thấy cái điểm cân bằng này đâu đó nó khoảng 301, 302 các bạn. Cho nên là mình không có được những cái quả chặt mà nó nhanh cũng như là nó cấm. Rồi thì với những cái tình huống mà khi mà chúng ta chặt mà nó cầu nó không có đi nhanh và nó không có đi cấm á, thì đối thủ rất là dễ bắt bài. Mà khi mà đối thủ bắt bài gặp mà mấy ông mà hay leo lưới, nhảy lên lưới vồ nữa thì, hoặc là xoa trên lưới nữa thì thôi thua. Cái những tình huống đó là chúng ta mất điểm liền. Thì với cái này á, thì các bạn nên chặt hạn chế thôi, đừng chặt nhiều quá. Chặt nhiều quá rất là dễ gây lên cái ức chế cho đồng đội, cũng như là bên kia dễ bắt bài, thua liền, tạo sự bất ngờ thì nên ít thôi, hạn chế sử dụng thôi. Rồi về cái phần mà chặt cầu á, thì cái này mình cho 8/10 điểm đi. Cuối cùng là chúng ta tới cái phần như là tì đè phản tạc leo lưới đi. Thì với tì đè phản tạc á, thì thật sự là mình ít xài những cái tình huống này, tại vì tay mình chưa có đủ khỏe để mình có thể tạc một phát cuối sân. Cho nên là nhiều khi tạc thì nó cũng dễ non lắm. Cho nên là mình bình thường là mình đẩy, hoặc là mình lớp, hoặc là mình bung cuối sân thôi. Chứ còn tạc thì với những anh em tay khỏe nha, thì trò tạc là một cái đòn mà rất là hiệu quả khi mà anh em tạo bất ngờ cho đối thủ. Tạc nó đi ngang vậy nè, khó đỡ lắm. Có thể đỡ hoặc là đẩy nhẹ lưới thôi. Cho nên là với những anh em tay khỏe thì cây này là tạc là cực kỳ ngon luôn. Mặc dù mình không có kham nổi cái phần mà tạc này kia, nhưng mà mình cảm nhận đây là một cây mà tạc rất là ngon. Khi mà tay mình nó đủ khỏe hơn hiện tại nữa, thì chắc chắn là mình sẽ cầm cây này tạc nhiều hơn. Thì mình cho cái phần tì đè phản tạc của cây này là 8/10 điểm các bạn. Tiếp theo là chúng ta tới cái phần cuối cùng đi, đó là cái leo lưới. Thì mình cũng có cầm cái cây này để leo lưới á các bạn, và mình thấy là nhanh, đánh nhanh, cầu đi nó có độ cắm, và thật sự là cũng có khá là nhiều vận động viên nữ đánh lưới chuyển qua cái cây này để đánh.
nhưng mà mình thấy nó vẫn có một cái gì đó khác biệt so với khi mà chúng ta cầm cái cây 88S hoặc là 88S Pro chụp lưới các bạn. 88S Pro nó giống như là nó ở một cái, nó có một cái gì đó nó hơn một chút xíu so với cây này khi mà cầm chụp lưới. Thì anh em nào mà đã đánh qua hai cái cây 77 Pro và 88S 88S Pro rồi á thì cho mình cảm nhận ở cái phần comment nha. Rồi, thì đó là tất cả những cái cảm nhận thực tế của Thiện khi mà đánh cái cây 77 Pro này trong vòng 2 tuần. Ai nên chơi cái cây 77 Pro này, đối tượng nào mà cái cây này hướng tới, thì Thiện thấy có 3 đối tượng. Thứ nhất, đó là những bạn thích tì đè, phản tạc, đè lưới này kia. Thứ hai, đó là những bạn thích đập, nhưng mà đập ở đây á, là đập gõ điểm và đập nhanh, đập cầu nhanh, chứ không phải là đập đùng 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 đập cầu sao. Thứ ba là những bạn nữ, nữ có thể chơi được cây này nhưng mà phải tay trung bình khá và các bạn chơi từ 2 đến 3 năm trở lên. Cho nên là những bạn nào mà mới chơi thấy cây này đẹp thì cũng cân nhắc nha. Cứng á, cho nên là mua về đánh là mệt đó nha. Ok, bây giờ cũng đã là cuối video rồi. Thì nãy giờ tất cả những gì mà Thiện cảm nhận về cây này thì cũng đã đều chia sẻ với anh em hết rồi. Anh em có thấy cây này là một cây vật mà đáng để chúng ta xuống tiền hay không? Đó, anh em đã đánh qua cây này chưa? Hoặc là có cảm nghĩ như thế nào về cái cây 77 Pro này thì hãy để lại comment trong cái phần miêu tả, để lại comment trong cái phần comment nha. Rồi, anh em nếu như mà muốn mình làm thêm về cây gì nữa thì cứ comment xuống phía dưới, có trên tay là Thiện sẽ làm liền cho anh em. Anh em nào mà muốn mua cây này thì cũng có thể inbox cái fanpage Thiện để trong cái phần mô tả luôn. Nhớ bấm đăng ký kênh với mình nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video mới cho anh em, ra đều hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.